Viêm gan siêu vi C được ví như là sát thủ thầm lặng do dễ lây nhiễm trong cộng đồng và hầu hết những người bệnh không có triệu chứng trong giai đoạn đầu, trong khi số người mắc thì đang nhanh chóng tăng cao do chưa có vaccine. Và nhằm giúp cho người dân có thể kịp thời phát hiện và điều trị sớm căn bệnh này trong thời gian tới thì sẽ có 3 bệnh viện lớn trên cả nước sẽ tiến hành xét nghiệm virus viêm gan C miễn phí cho người dân. Theo đó, ba bệnh viện nhiệt đới Trung ương, bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh và bệnh viện Bạch Mai sẽ thực hiện 5.000 xét nghiệm virus viêm gan C miễn phí giúp những đối tượng có nguy cơ cao. Để biết mình có thuộc nhóm những người có nguy cơ cao hay không và nhận phiếu xét nghiệm miễn phí, người dân có thể truy cập vào trang web hoitruyennhiễm.vn. Nước ta hiện có khoảng 4 đến 6 triệu người nhiễm viêm gan siêu vi C, chiếm gần 6% dân số ở Việt Nam. Việc phát hiện bệnh quá muộn sẽ dẫn đến việc gây ra nhiều khó khăn trong công tác điều trị cùng với nguy cơ tử vong cao, trong khi đó hoàn toàn có thể chữa trị khỏi nếu phát hiện bệnh sớm.